Gặp Nottingham Forest ở trận đấu muộn nhất vòng 4, Spurs quyết tâm giành trọn 3 điểm để giữ vị trí trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Chỉ sau 5 phút, Tottenham đã mở tỷ số nhờ cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm của Harry Kane. Phút 54, Travis Cook đã để bóng chạm tay trong vòng cấm khi nhảy lên tranh chấp với Harry Kane. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Spurs được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, từ khoảng cách 11m, tiền đạo này lại không đánh bại được Dean Henderson. Nhưng tới phút 81, Harry Kane cũng hoàn tất cú đúp với một pha đánh đầu trong thế không ai kèm. Với chiến thắng 2-0 này, thầy trò Antonio Conte vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, xếp sau Arsenal và Man City. Cũng tại vòng 4 Premier League, Aston Villa đã thua 0-1 trước West Ham, Wolverhampton và Newcastle hòa nhau 1-1. Tiếp vào đối trên sân nhà, Xavi chủ trương biến đây trở thành một màn thị uy của Barcelona. Vì vậy, đội chủ nhà tung ra đội hình cực mạnh, trong đó có tam tấu Lewandowski, Rafinha và Dembele. Phút 24, Lewandowski ghi bàn mở tỷ số. Người thực hiện đường chuyền cho tiền đạo người Ba Lan ghi bàn là Rafinha. Phút 43, sức ép mà đội chủ nhà duy trì được cụ thể hóa với bàn thắng thứ hai. Dembele đi bóng và chuyền ngang cực hay. Phần việc còn lại của Gavi là một cú đem bóng cường thành cơ bản. Phút 65, Lewandowski nhận được chọc khe từ Dembele. Tiền đạo người Ba Lan dứt điểm hiểm hóc để mang về bàn thắng thứ ba cho Barca và cũng hoàn tất cú đúp quanh ở trận này. Vào những phút bù giờ, Roberto ở đỉnh chiến thắng 4-0 cho Barca. Với chiến thắng này, Barca hiện đang xếp thứ 3, chỉ sau đội đầu bảng Real Madrid. Đội đã giành thắng lợi 3-1 trước Espanyol và đội xếp thứ 2 là Real Betis. Trên Twitter, chuyên gia Fabrizio Romano đưa tin Man United ký hợp đồng 5 năm với Anthony từ Ajax. Cụ thể hơn, Anthony sẽ ký hợp đồng đến năm 2027, kèm điều khoản tự gia hạn thêm 1 năm. Lúc này, Ajax và Man United hiện đang đàm phán cho việc thanh toán khoản phí chuyển nhượng 100 triệu euro kia như thế nào. United đã theo đuổi cầu thủ 22 tuổi từ khá lâu, nhưng chỉ thực sự tăng tốc trong những ngày gần đây và cũng đã chứng kiến lời đề nghị trị giá 80 triệu euro, rồi 90 triệu euro bị Ajax từ chối. Con số 100 triệu euro biến Anthony trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong kỳ chuyển nhượng hè 2022. Sau khi bị loại khỏi AFC Cup, Viettel đã hồi sinh phong độ tại giải quốc nội. Họ lần lượt đánh bại Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An trước khi tiếp đón Thanh Hóa vào chiều tối qua. Với tinh thần hưng phấn cùng với lợi thế sân nhà, các học trò của PSG1 tự tin dâng cao ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng bất ngờ đã xảy ra tại hàng đẩy. Thanh Hóa có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7 nhờ công của Gustavo Costa. Chỉ 3 phút sau, Giovane đã mang về cho đội chủ nhà quả phạt đền với pha xử lý tinh quái trong vòng cấm. Từ khoảng cách 11m, Pedro Paulo dứt điểm rất căng, giải tỏa cơn khát bàn thắng để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Sau giờ nghỉ, Viettel lần lượt nâng tỷ số lên 3-1 nhờ các pha lập công của Zaha và Nguyễn Đức Hoàng Minh. Với màn ngược dòng xuất sắc trước Thanh Hóa, Viettel leo lên vị trí thứ 4 với 22 điểm, kém đội đầu bảng Hà Nội 8 điểm. Ở vòng 14 V-League, Bình Định thăng hoa khi đánh bại Bình Dương 4-1 và vượt mặt Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An để chiếm ngôi nhì bảng. Những người lập công cho câu lạc bộ đất võ là Nguyễn Xuân Nam, Jeremy Lin với một cú đúp và Lý Công Hoàng Anh. Tiến Linh là người ghi bàn danh dự cho Bình Dương từ chấm phạt đền. Bình Định giành chiến thắng xứng đáng khi có thế trận tốt hơn. Với kết quả này, họ có được 23 điểm và xếp vị trí thứ hai, bằng điểm với Hải Phòng như xếp trên, nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở vòng 15, Bình Định sẽ có chuyến làm khách trên sân của Hà Nội. Đội bóng đang dẫn đầu với 30 điểm. Tại vòng 4 Bundesliga, Union Berlin thắng Schalke 04 6-1 ngay trên sân đối phương. Đây không phải tỷ số hiếm gặp trong bóng đá, nhưng rất khó tin nếu nhìn vào diễn biến và những gì xảy ra trên sân. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Union Berlin trong cả trận chỉ ở mức 0.74. Họ chỉ thực hiện 7 cú sút trúng đích, thế nhưng họ đã có được 6 bàn thắng. Dựa trên chất lượng cơ hội và vị trí các cú sút của Union Berlin, mô hình thống kê từ Infogo chỉ ra rằng đội bóng thủ đô nước Đức chỉ có 0.012% cơ hội ghi được 6 bàn vào lưới Schalke 04. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Union Berlin ghi được 6 bàn trong một trận đấu thuộc Bundesliga. Trước đó, chiến thắng đậm nhất lịch sử câu lạc bộ này là thắng lợi 5-0 trước Bielefeld vào tháng 11 năm 2020. Roma có khởi đầu tệ hại ở trận đấu thuộc vòng 3. Đội khách để cho Vlahovic chọc thủng lưới ngay phút thứ 2 và liên tục bị dồn ép trong suốt hiệp 1. Không hài lòng với thái độ thi đấu của các cầu thủ, Mourinho lập tức có thái độ chỉnh đốn. Ở thời gian nghỉ giữa trận, tôi nói với các cầu thủ rằng tôi đã rất xấu hổ khi làm huấn luyện viên của họ. Vấn đề không nằm ở chiến thuật mà nằm ở thái độ thi đấu. Không thể đến sân của Juventus và đá như thế này.
tôi đã nói với trợ lý Salvatore Foti rằng chúng ta thật may khi bị dẫn một bàn trong hiệp 1. Nottingham Forest đạt thỏa thuận chuyển mộ Renan Lodi từ hôm 27 tháng 8. Theo đó, câu lạc bộ nước Anh sẽ mượn hậu vệ người Brazil từ Atletico Madrid với thời hạn 1 năm kèm mức phí 5 triệu euro. Hợp đồng hai bên ký kết có điều khoản cho phép Forest tùy chọn mua đứt với 30 triệu euro. Renan Lodi đã đến Anh kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Cách đây ít giờ, anh đã vượt qua bài kiểm tra y tế. Đến Nottingham Forest, Renan Lodi trở thành tân binh thứ 18 của câu lạc bộ này. Trước hậu vệ 24 tuổi, đội chủ sân City Ground đã mua, mượn và ký hợp đồng với 17 cầu thủ. Đáng chú ý nhất trong số này là Dean Henderson, Jesse Lingard, Nico Williams, Emmanuel Dennis, Morgan Gibbs-White hay Taiwo Awoniyi. Sau 2 vòng đầu toàn thắng, Inter đã thua Lazio với tỷ số 1-3 tại vòng 3. Không chỉ thất bại, Nerazzurri còn chịu tổn thất lực lượng liên quan đến Romelu Lukaku. Ở trận đấu này, tiền đạo người Bỉ đá chính. Anh phải rời sân ở phút 68 và nhường chỗ cho Dzeko. Theo tờ Gazette, Lukaku bị căng cơ đùi. Chấn thương không mấy nghiêm trọng, thế nhưng Lukaku có nguy cơ phải nghỉ một vài trận. Anh có thể bỏ lỡ 2 trận gặp Cremonese vào ngày 31 tháng 8 và AC Milan vào ngày 3 tháng 9, cũng như có thể bỏ lỡ trận đầu tiên gặp Bayern Munich tại Champions League vào ngày 8 tháng 9. Nếu vắng Lukaku ở 2 trận đại chiến này, thì đây là tổn thất lớn với Inter. Bởi lẽ, tiền đạo người Bỉ đã hòa nhập rất tốt kể từ khi tái hợp với câu lạc bộ này vào mùa hè. Thorsten Spohr, lãnh đạo của Man City đã bật đèn xanh cấp 100 triệu bảng cho Pep Guardiola ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Ban lãnh đạo Man City khẳng định đã chốt sổ xong phiên chợ hè này. Điều đó có nghĩa đội chủ sân Etihad sẽ không mua bán gì thêm cho đến hết ngày 31 tháng 8. Ở chiều ngược lại, đương kim vô địch Premier League đã bỏ túi 250 triệu bảng kể từ tháng 1 năm 2022 sau khi bán hàng loạt cầu thủ bao gồm Sterling, Jesus, Zinchenko. Mùa hè này, Man City đã chi 104 triệu bảng để chiêu mộ Erling Haaland, Calvin Phillips, Sergio Gomez và Julian Alvarez. Pep hiện chỉ còn trong tay 18 ngôi sao ở đội 1, nhưng ông không sốt sắng tăng cường thêm viện binh. Theo Sun Sport, Man City sẽ dành cho Pep 100 triệu bảng để mua bất kỳ ngôi sao nổi bật nào tại World Cup 2022.